Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Dân tộc Phát triển của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, bám sát chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên đã triển khai các nghị quyết cùng những giải pháp thiết thực hỗ trợ các dân tộc thiểu số vươn lên, vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa đảm bảo các giá trị văn hóa truyền thống. Minh chứng rõ nét cho điều này là hiện nay đời sống của đại bộ phận nhân dân được nâng cao, buôn làng ngày một khởi sắc, khang trang. Và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên luôn tin tưởng vào ánh sáng của Đảng và con đường mà Bác Hồ lựa chọn. Bà con cùng nhau đoàn kết một lòng xây dựng đất nước giàu đẹp, đời sống ấm no. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già của dân tộc, luôn quan tâm đến việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Làm sao để các dân tộc anh em cùng nhau phát triển bình đẳng, đoàn kết, có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Điều này thể hiện rất rõ qua bức thư Bác gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam vào ngày 19 tháng 4 năm 1946. Bức thư có đoạn: Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Sơ Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. Chúng ta phải thương yêu nhau, kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu cầu hạnh phúc. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Thấm nhuần lời căn dặn của Người, xuyên suốt thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta luôn lấy việc xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm, được đặt lên hàng đầu trong mọi hành động. Coi đây là nhân tố then chốt, quyết định thành công công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, đổi mới đất nước hôm nay. Khu vực Tây Nguyên, nơi sinh sống của gần 6 triệu người, với 53 trên 54 dân tộc anh em, trong đó có 52 dân tộc thiểu số, với gần 2,2 triệu người. Tây Nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Vì thế, việc xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn. Thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ trong lá thư đó là đoàn kết và đại đoàn kết. Đồng bào Chia Rai Mà Na Bắc Cự dân tộc nào cũng là con cháu của Bác. Đồng bào luôn luôn để đoàn kết, thực hiện là chương trình mục tiêu quốc gia nữa là quan tâm đến các dân tộc. Đất nước Việt Nam là cũng là 54 dân tộc anh em. Đấy là theo Bác Hồ, theo Đảng, Nhà nước là mình phải đoàn kết mới thành công. Đoàn kết là sức mạnh của tổng hợp chúng ta để làm sao và được đoàn kết giữ gìn bản sắc dân tộc. Để xây dựng thành công khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng bộ, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên xác định phải kéo giảm được khoảng cách giàu nghèo giữa các cộng đồng dân tộc, giúp bà con xóa bỏ những mặc cảm, tự ti, khơi dậy được tính tự lực tự cường để vươn lên trong cuộc sống. Và để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ ấy, các tỉnh Tây Nguyên đã triển khai đồng bộ các chương trình, hành động hướng về cơ sở, nhất là đối với vùng dân tộc thiểu số. Trong đó, tập trung vào công tác giảm nghèo, giúp nâng cao đời sống cho từng hộ dân, từng buôn làng, luôn là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt nhiều năm qua. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thì về cái buôn làng cộng đồng của người Ê Đê được thấy một cái sự phát triển rất là rõ ràng, rất là rõ nét. Tức là một cái cộng đồng vẫn giữ được cái bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Thì về cái cuộc sống hiện tại thì nó có một cái sự thay đổi, phát triển kinh tế, cà phê, trồng cao su, trồng tiêu, rồi trồng sầu riêng. Chúng tôi đang tập trung trọng tâm vào giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Với cái mô hình là làm thay đổi nếp nghĩ cách làm, hỗ trợ sinh kế và quan tâm đến cái giáo dục. Đối với các cái mô hình mà chúng tôi thấy hiệu quả đó là cái mô hình nó phải gắn với lại cái nhu cầu ở cộng đồng của bà con. Chỉ với 4 cây sầu riêng mới bước vào thời kỳ kinh doanh, nhưng vụ vừa rồi, chị Điểu Thị Trang ở xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng đã có thu nhập hơn 20 triệu đồng, tương đương với nguồn thu một năm của gần 2 hectare trồng điều. Đây là số tiền mà chị Trang không hề dám nghĩ đến khi mới bắt đầu thực hiện chuyển đổi vườn điều già cỗi kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái có giá trị cao theo hướng dẫn hỗ trợ của chính quyền địa phương. Trước đây tôi chỉ trông chờ mấy cây điều một năm thì cũng hơn héc thì cũng thu được chục triệu, hơn chục triệu, nên là
tôi nhìn thấy không ăn thua, tôi thấy sầu riêng thấy nó cũng hiệu quả, cái khả năng của nó cũng hơn điều nên tôi muốn phát triển hơn cây sầu riêng hơn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bà con thực hiện chuyển đổi những diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang các loại cây ăn trái, cây công nghiệp cho năng suất và giá trị cao là chủ trương đang được các tỉnh Tây Nguyên triển khai rộng khắp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế ngành nông nghiệp và thu nhập cho nhân dân. Xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng có khoảng 1.600 hectare đất nông nghiệp. Cách đây hơn 10 năm, gần như toàn bộ diện tích này bà con trồng cây điều. Tuy nhiên, do dịch bệnh, biến đổi thất thường của thời tiết, cây điều thường xuyên mất mùa, cộng với giá cả luôn ở mức thấp, đã khiến cho loại cây trồng này giờ là gánh nặng của người dân nơi đây. Vì lẽ đó, nên khi được chính quyền địa phương vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, người dân rất phấn khởi và đồng thuận hưởng ứng. Niềm vui như được nhân thêm khi mỗi hecta chuyển đổi, bà con được địa phương hỗ trợ 7 triệu đồng, cùng với cấp miễn phí toàn bộ cây giống đảm bảo chất lượng. Đến nay, toàn bộ 486 hộ dân tại đây đều tích cực tham gia vào đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Nhờ đó, kinh tế từng gia đình cũng như chất lượng đời sống đã nâng lên rõ rệt, với thu nhập bình quân lên 45 triệu đồng một người một năm. Trước đây thì chúng tôi cũng theo cái chương trình 1-3-5 cũng trồng cây điều để xóa đói giảm nghèo. Thì qua thời gian phát triển cây điều thì hiệu quả cũng không được như mong muốn lắm. Thì có các chủ trương của đảng cũng như là nhà nước, cái định hướng của địa phương. Đó là theo trồng cây cà phê, cây có hiệu quả kinh tế cao. Bản thân tôi thì cũng từ đó đến nay thì thấy là cũng gia đình cũng khá giả hơn, có cái ăn rồi cũng có cái đẻ. Huyện rất là quan tâm chỉ đạo và xây dựng cái đề án phát triển sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc, thì có cơ cấu các cái nguồn hỗ trợ của huyện, của tỉnh, của trung ương để hỗ trợ cho bà con về phát triển, như cái nguồn như là chuyển đổi vườn tạp. Thì hàng năm thì huyện cũng đã phân bổ trên 50 hectare để hỗ trợ cho địa phương làm, nhân dân thì tự làm và nhà nước thì sẽ hỗ trợ cái tiền là như năm 2022 là 5 triệu đồng trên 1 hectare và đến năm 2023 là hỗ trợ 7 triệu đồng trên 1 hectare. Nắm rõ tâm lý của đồng bào các dân tộc thiểu số vốn quen với canh tác truyền thống, ngại thay đổi và sợ phải đầu tư quá nhiều, nên bên cạnh hỗ trợ cây còn giống mới để sản xuất, các tỉnh Tây Nguyên còn đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến từng hộ dân. Tăng cường ứng dụng kỹ thuật vào canh tác không chỉ nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm mà công sức lao động và chi phí sản xuất của bà con cũng tiết giảm hơn đáng kể. Chính nhờ thay đổi, đổi mới tư duy trong sản xuất nên hiện nay rất nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã có thu nhập lên đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Hồi xưa mình làm ngoài trời nó thời tiết nó khó khăn, nó khắc nghiệt, mưa gió nó thất thường, hoa nó hay dễ bị hư, nên mình bỏ ra số tiền hơn 500 triệu để làm đầu tư nhà kính. Từ khi làm nhà kính tới giờ thì mình không cần phải lo về thời tiết nữa, và hiệu quả kinh tế nó mang lại thì mình rất hài lòng, về nói chung là gấp 2 gấp 3 so với ngoài trời. Đồng bào cũng đã mạnh dạn áp dụng cái khoa học kỹ thuật để sản xuất nông nghiệp, đặc biệt hiện nay đó, hầu hết cũng phải trên 90% hộ đồng bào dân tộc ở huyện Đơn Dương áp dụng khoa học kỹ thuật theo công nghệ cao để sản xuất nông nghiệp. Song song với việc hỗ trợ đồng bào các dân tộc trong phát triển sản xuất, các địa phương đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cơ sở, tạo động lực phát triển toàn diện về mọi mặt nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân. Để thực hiện hiệu quả vấn đề này, ngoài nguồn ngân sách của Trung ương, các tỉnh Tây Nguyên luôn nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đồng bào, phát huy tối đa sức mạnh của toàn dân vào thực hiện những mục tiêu đề ra. Việc bà con hiến đất, hiến cây, hiến ngày công lao động giờ đây đã không còn là mô hình hay thí điểm, mà đã trở thành phong trào thi đua lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đối với việc công tác vận động bà con nhân dân nói chung và đối với bản thân gia đình chúng tôi cũng đồng tình ủng hộ đối với công tác vận động hiến đất hiến cây để làm đường, để phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa, công tác vận chuyển nông sản. Đồng thời, một phần đó là một việc thuận lợi, mà cả là thuận lợi việc đi lại
Rồi việc thứ hai thuận lợi về công tác tức là phát triển kinh tế hộ gia đình, rồi góp phần phát triển kinh tế xã hội cho đảng, cho nhà nước. Khi mà thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thì với sự chung tay vào cuộc của bà con nhân dân, khi mà chúng tôi triển khai cái việc mà xây dựng đường xá thì bà con rất là đồng tình ủng hộ, đặc biệt là trong cái việc mà hiến đất, hiến cây trồng cho nhà nước để xây dựng công trình, thì bà con đồng thuận rất là cao, tinh thần rất là tự giác tháo dỡ các công trình, rồi tự giác coi như vậy là giải tỏa, tự giải tỏa những cái diện tích mà có cây trồng của chính bản thân mình. Là vùng đất trù phú với hơn 1 triệu hecta đất đỏ Ba Gian, 1,8 triệu hecta đất đỏ vàng, cùng với hệ sinh thái đa dạng, khí hậu ôn hòa, nên những năm qua, Tây Nguyên đón nhận một lượng lớn đồng bào các dân tộc di cư đến sinh sống, lao động, sản xuất. Bà con chủ yếu đến từ những địa bàn vùng sâu vùng xa và lấn chiếm đất rừng để làm nhà, làm nương rẫy. Mặc dù hiện tại rừng đã không còn, nhưng do đây vẫn là đất lâm nghiệp nên cơ quan chức năng địa phương không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con. Điều đó đồng nghĩa với việc người dân không làm được giấy tờ tùy thân, không thể đăng ký kết hôn. Do di cư ngoài kế hoạch và di cư tự do, nó không đủ điều kiện làm cái hộ khẩu. Nên bây giờ lấy con dâu cũng không đăng ký cái hôn được, mà các con sinh đó con để cái. Đến nay cũng không làm được cái khai sinh theo họ bố, vẫn làm theo cái họ mẹ. Và một số cá nhân là không đủ điều kiện, không có khả năng làm được cái hộ khai sinh luôn. Để đảm bảo an sinh xã hội, tạo sinh kế cho đồng bào di cư tự do, các địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp giúp bà con từng bước ổn định đời sống. Tháng 7 năm 2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nghị quyết số 20, quy hoạch quỹ đất 268 hectare để thực hiện dự án tái định cư cho đồng bào Mông di cư tự do vào sinh sống tại xã Vụ Bồn, huyện Cờ Đông Bắc. Chủ trương này đã mang đến sự phấn khởi, vui mừng cho bà con, đồng thời thắp lên hy vọng, niềm tin không ai bị bỏ lại phía sau của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc di cư ngoài kế hoạch đến các tỉnh Tây Nguyên. Và đây cũng là mục tiêu mà chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã đề ra. Dân di cư từ phía Bắc vào thì có những cái khu vực dân sống đến 15, gần 20 năm. Thì chính vì vậy thì đối với những cái khu vực đó thì chính phủ rồi Đảng, Nhà nước cũng có cái cơ chế để cho các địa phương có những cái chuyển đổi để mà quy hoạch thành những cái khu cụm dân cư để giúp cho dân cư ổn định đời sống. Phải tập trung nguồn lực, không phân tán, không mênh mún, không dàn trải, chống lãng phí và ưu tiên các chính sách về sinh kế cho người nghèo. Thì có như vậy thì có thể nói rằng là cái việc đầu tư, cái việc lồng ghép các nguồn lực thì nó mới đạt được cái hiệu quả. Việc triển khai đồng bộ hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội không chỉ củng cố vững chắc hơn khối đại đoàn kết các dân tộc, mà còn giúp cho bà con nâng cao được hiệu quả sản xuất, đời sống cũng từ đó ngày một đi lên. Trước đây thì gia đình tôi cũng còn nhiều khó khăn vì chưa tiếp cận được cái khoa học kỹ thuật. Sau khi được các đơn vị kết nghĩa, họ về hướng dẫn để về phát triển về chăn nuôi, trồng trọt nhờ sự cần cù chịu khó, tìm tòi học hỏi của hai vợ chồng. Thì nay gia đình đã làm là cải thiện được rất là nhiều từ phương thức sản xuất, rồi năng suất, rồi là sức lao động đã cải thiện rất là rõ ràng. Từ đó là tạo được một cái nguồn thu nhập tốt cho gia đình. Những chủ trương đường lối, chính sách đúng đắn, phù hợp của Đảng, Nhà nước được triển khai vào thực tế cuộc sống đã làm thay đổi diện mạo các buôn làng. Là kim chỉ nam, thay đổi nhận thức, hiểu biết trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Hay chỉ đơn giản như những hoạt động trong ngày hội đại đoàn kết ở từng thôn, buôn, vừa thắt chặt tình đoàn kết các dân tộc anh em, vừa giúp bà con củng cố thêm niềm tin không ai bị bỏ lại phía sau của Đảng, Nhà nước. Tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau khắc phục khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, xây dựng khối đoàn kết, củng cố đời sống vật chất và tinh thần của bà con. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo đã giảm đáng kể. Đây là một điều rất là phấn khởi. Và lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi đi đến đâu cũng nghe được cái thông tin này thì chúng tôi mừng lắm. Có thể khẳng định, nhờ coi trọng xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc,
nên đời sống đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn trên cả nước nói chung và tại Tây Nguyên nói riêng đã được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Công tác xóa đói giảm nghèo cũng đạt kết quả rất ấn tượng. Theo thống kê của Ủy ban Dân tộc, hàng năm tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã giảm từ 2 đến 3%, riêng tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn giảm từ 3 đến 4%, các huyện nghèo giảm từ 4 đến 5%. Và đã có 22 huyện, 125 xã và gần 1.300 thôn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Riêng với khu vực Tây Nguyên, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 47,8% vào năm 2006 đến nay chỉ còn 6,4%. Tây Nguyên đã và đang trở thành quê hương của tất cả các dân tộc Việt Nam. Bà con cùng chung lưng đấu cật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những lời căn dặn trong thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm xưa đã trở thành nguồn động viên to lớn đối với đồng bào các dân tộc trong suốt những năm tháng kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong công cuộc kiến thiết, xây dựng Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp hôm nay. Thưa quý vị, có thể khẳng định sự ổn định và phát triển vùng dân tộc thiểu số là nhân tố quan trọng và tiên quyết để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững toàn vùng Tây Nguyên. Và đây cũng chính là yếu tố then chốt để xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Để làm sáng tỏ hơn, cụ thể hơn vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Huy Chí, trưởng ban dân tộc, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi. Ông đánh giá như thế nào về vai trò của việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên trong tiến trình phát triển chung của khu vực ạ? Nhà nước ta, đảng ta rất quan tâm đến cái sự chăm lo đời sống cho người đồng bào, đặc biệt là nghị quyết 23 của Trung ương và chỉ thị số 12 của Trung ương tiếp tục triển khai cái nghị quyết 10. Chính phủ thì đã ban hành các chương trình hành động cái nghị quyết 23. Quốc hội thì có nghị quyết về phát triển vùng kinh tế đồng bào các dân tộc, thì trong đó cũng có ưu tiên đặc biệt cho các vùng đồng bào Tây Nguyên, giúp cho việc không những đồng bào có sự ổn định, không những đồng bào yên tâm lập nghiệp, thì đồng bào còn có một vai trò rất quan trọng trong việc là phên dậu của Tổ quốc. Việc đoàn kết giữ vững được cái biên cương chủ quyền biển đảo thì cũng phải nhờ vào cái việc là sự ổn định của đồng bào an cư lập nghiệp. Trong bối cảnh mà thế giới và khu vực đang có những biến động phức tạp về kinh tế và chính trị, thì xin ông hãy chia sẻ những định hướng, cách làm để có thể tạo ra sinh lực mới nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn sự gắn kết trong khối đại đoàn kết giữa các dân tộc ở khu vực Tây Nguyên ạ. Thưa ông. Cái như ban đầu thì tôi cũng đã chia sẻ, cái việc nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng và nước rất kịp thời, rất đúng đắn. Tuy nhiên cái việc làm thế nào để tiếp cận cho người đồng bào được tiếp cận sớm hơn, nhanh hơn, thì chúng ta nên có một cái hình thức, một cái phương thức nào đấy để truyền thông và xây dựng cái hệ thống công nghệ thông tin ở cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nó không rơi vào cái vùng lõm, đặc biệt là được đào tạo bồi dưỡng cho người đồng bào được am hiểu hơn về cái vấn đề công nghệ thông tin. Chính quyền các cấp tại địa phương có những chế độ chính sách tạo sinh kế cho người đồng bào, được sinh kế tại nơi an cư lập nghiệp, thì người đồng bào sẽ không di cư sang vùng khác và sẽ không tạo khoảng trống trong cái khu vực dân cư, đặc biệt là vùng biên. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác vận động quần chúng với giải quyết các vấn đề nóng phức tạp ở trong địa bàn, sớm ngăn chặn từ sớm từ xa, lại làm tốt hơn cái việc vận động quần chúng tham gia tích cực trong việc xây dựng đảng, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, để xây dựng thành công khối đại đoàn kết các dân tộc, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của những già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Hiện nay, những vị trí này không chỉ là việc của nam giới mà còn có nhiều phụ nữ đảm nhận. Họ không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà mà còn là gương sáng cộng đồng, đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào tại địa phương, là ngọn cờ dẫn dắt mọi người trong buôn làng cùng noi theo, góp phần đưa cuộc sống của người dân ngày một khởi sắc. Từng là cán bộ của huyện Chư Quyên, đảm đương nhiều nhiệm vụ quan trọng và có nhiều trải nghiệm thực tế. Nay về hưu, bà Hợp Lý Ác Nghê được người dân tín nhiệm bầu làm người uy tín. Khi chính quyền triển khai chương trình giảm nghèo bền vững, bà đã vận động người dân trong buôn nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Hoàn cảnh gia đình mình trước đây khó khăn vì không có việc làm. Từ khi gặp được bà Hợp Lét đây, được bà tạo cho công ăn việc làm, mua được cây ăn quả để trồng, làm bò cho bà tiết kiệm được, mua được một sào ruộng. Từ đó trở đi, gia đình bất khó khăn. Bà Hợp Liếc bày cho chúng tôi làm tiêu, làm cà phê, tiết kiệm vốn để đầu tư cho vườn cây. Từ đó gia đình tôi cũng được thoát nghèo. Tuổi đã ngoài 60, nhưng bản thân bà Hợp Liếc vẫn là điển hình nông dân sản xuất giỏi tại địa phương. Đầu tư chăn nuôi heo tại nhà, bà vừa có việc làm khi nhàn rỗi, vừa có thu nhập quanh năm. Chăm chỉ lao động sản xuất đối với bà Hợp Liếc không chỉ là một niềm vui, mà còn là để nêu gương cho bà con trong buôn noi theo. Giảm nghèo trong cái gia đình mình đầu tiên, xong lại tự bà con với nhau là học tập nhau, rồi là trong phát triển kinh tế thì có người thì nuôi heo, nuôi bò, có người thì làm rẫy cà phê, làm tiêu. Thì cái điều mà bà con á, là cái điều ước của mình á, bà con thoát được nghèo bao nhiêu là mình mừng bấy nhiêu. Không chỉ vận động người dân làm ăn, phát triển kinh tế, bà Hợp Liếc còn phối hợp với hệ thống chính trị của buôn để hòa giải cho người dân, tuyên truyền pháp luật, vận động người dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Những việc tưởng chừng như khó giải quyết, được bà Hợp Liếc tháo gỡ khúc mắc một cách tự nhiên, giản đơn, gần gũi với nhân dân. Đối với đồng bào là nói suông thì đồng bào có thể không tin mấy, nhưng mà mình cũng phải tay mình cùng làm, là mình cố gắng hết sức để đồng bào thấy được là bà làm được và đồng bào sẽ theo được. Trong cái hoạt động của người uy tín, mình là nắm bắt được những cái tâm tư nguyện vọng đó để phản ánh cho chính quyền cũng như cho đảng để có những cái quan tâm và giải quyết chỉ đạo kịp thời hơn nữa. Những nữ già làng, trưởng buôn, người có uy tín như bà Hợp Liếc đã và đang góp nhiều công sức trong việc phát triển kinh tế xã hội, được bà con tôn kính, tín nhiệm. Họ không chỉ là bông hoa của đại ngàn, mà còn là hình mẫu phụ nữ hiện đại, sáng tạo, tiến bộ, có nhiều cống hiến, công lao, đóng góp cho địa phương và luôn được bà con ghi nhận. Để từ đó, người dân, đặc biệt là phụ nữ trong buôn làng, cùng học tập, vươn lên trong cuộc sống. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Dân tộc và Phát triển kỳ này của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.